Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác là cái cách lựa các cái nguồn đèn hoặc là các cái nguồn thiết bị điện mà các bác sử dụng ở nhà nó bị hỏng. Rất nhiều các thiết bị điện như là đèn âm trần, đèn downlight, đèn ốp lổi, đèn tip hoặc là đèn ba len hoặc là đèn pha. Đấy, khi các bác mua những cái thiết bị đèn đấy về ấy, thì giá thì tương đối là cao. Nhưng mà khi mà hỏng ấy thì gần như là 95% cho đến 98% là các thiết bị chiếu sáng đấy là đa số là hỏng nguồn, ít khi hỏng phần led. Nên là nếu mà bác nào mà muốn tiết kiệm chi phí thì các bác có thể là tìm kiếm các cái nguồn để thay thế của nó ở trên mạng, thì người ta bán rất là nhiều. Thì các bác có thể là mua các cái nguồn đấy về để các bác có thể là thay thế nó và các bác sẽ vẫn sử dụng bình thường, tiết kiệm rất là khá là nhiều tiền. Nhưng mà có một cái vấn đề quan trọng ấy là khi mà các bác đi tìm mua cái nguồn ấy thì các bác lựa cái nguồn như thế nào. Đấy, đấy là cái điều quan trọng. Ví dụ như là khi mà các bác tìm ở trên mạng mà các bác được tìm được một cái nguồn, các bác tìm được một cái nguồn đèn mà nó có các cái tham số nó giống hệt như cái nguồn đèn của bác bị cháy, thì đương nhiên là chúng ta không có gì để bàn cãi, bác mua luôn, không phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Đấy, hoặc là bác có thể mua một cái nguồn đèn của đúng cái hãng đấy người ta bán, đấy, đúng cái loại đấy, thì đương nhiên là các bác phải không phải đắn đo suy nghĩ. Đấy, nhưng mà đa số là các cái đèn chính hãng ấy hoặc là các cái đèn thương hiệu ấy, thường thường là người ta sẽ không bán các cái phụ kiện nguồn này đâu. Đấy, các bác lưu ý nhé, ví dụ như các cái hãng như dạng Đông Philips hoặc là các cái hãng nổi tiếng ấy là người ta không bán nguồn cho các bác đâu. Đấy, nếu mà người ta bán nguồn cho các bác thì là người ta cũng ế đèn hết à. Đấy, đó là cái chắc chắn. Vì vậy là các bác bắt buộc là phải đi mua các cái dòng nguồn thay thế khác mà bên em hay gọi là cái nguồn AOE, gọi là nguồn thay thế. Đấy, thì đương nhiên là các bác sẽ phải đi tìm ở trên mạng thôi, hoặc là trên các sàn thương mại như là Shopee. Đấy, người ta bán rất là khá là nhiều các loại nguồn mà em cũng đã mua về và sử dụng rồi, cũng khá là tốt. Đấy, tiết kiệm khá là nhiều tiền nhé. Thì bây giờ các bác là lựa cái nguồn nó như thế nào? Đấy, cái đấy là cái điều quan trọng nhất. Nếu như là cái nguồn mà các bác tìm kiếm ở trên mạng mà nó có một số các cái tham số ấy nó không giống hoặc nó lệch đi một chút so với cái nguồn đèn của các bác, thì cái điều các bác băn khoăn là không biết là nó có sử dụng được không. Đó, thì hôm nay em sẽ bật mí cho các bác nhé, là có thể là các tham số không giống nhau nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng bình thường. Đấy, thì ở chỗ này của em này, bên em có rất nhiều các loại nguồn. Đây, em sưu tầm khá là nhiều cái nguồn này. Đây là như là các cái dòng nguồn này là của đèn pha này. Đây, 50W này. Đấy, 50W nhé. Cái đèn pha mà các bác mua ở ngoài thì đôi khi mua hàng đắt, đôi khi vài trăm nghìn một cái. Đấy, đây là nguồn 50W của đèn pha này. Khá là nhiều. Đấy, cũng là 50W đèn pha. Nguồn này là nguồn 7W. Cái này là nguồn của đèn âm trần. Đấy, 7W. 7W của đèn âm trần. Đấy, cái này là 18W của đèn ốp lổi. Đấy, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác nhé, là cách chọn như thế nào. Bây giờ em sẽ lấy một cái nguồn đại diện đi. Đây, trên tay em là sẽ có một cái nguồn với các cái tham số như thế này. Vậy thì bây giờ các bác lựa cái nguồn đó như thế nào? Đấy, làm sao mà các bác có thể là biết được là cái nguồn này có thể dùng được? Đấy, vậy thì khi các bác lựa nguồn nhé, thì các bác lưu ý cho em là sẽ có hai cái tham số rất là quan trọng để các bác quyết định là có nên mua nó hay không. Thứ nhất là công suất này. Một là công suất. Hai là điện áp ra của nguồn. Đấy, các bác lưu ý nhé. Công suất và điện áp ra của nguồn. Đây là hai tham số các bác quan tâm. Thì còn điện áp vào thì đương nhiên là nó sẽ là 220V rồi. Tất cả đều giống nhau. Thì các bác chỉ cần quan tâm hai tham số đấy thôi. Vậy thì về công suất thì các bác bắt buộc là phải chọn một cái nguồn là đấy có công suất
tối thiểu là phải bằng cái nguồn mà của các bác đang bị cháy, hoặc lớn hơn nhé các bác nhé, lớn hơn vẫn dùng được. Nhiều bác cứ nghĩ mà công suất lớn hơn đôi khi lắp vào bóng đèn nó bị cháy, hoàn toàn là các bác đang hiểu sai nhầm về cái chỉ số công suất. Công suất lớn hơn không có nghĩa là cái đèn của bác nó sẽ sáng hơn. Đấy, các bác lưu ý cho em như thế. Cái nguồn công suất lớn hơn nó sẽ đảm bảo cho các bác là khả năng cung cấp dòng điện tốt nhất để cho cái đèn của bác sáng với mức sáng tối đa của đèn, chứ không phải là cái nguồn nó đắp vào nó sẽ làm cho cái bóng đèn của bác sáng hơn với công suất thiết kế, thì cái đấy là không có. Cái thứ hai là các bác sẽ phải lưu ý quan trọng nhất đối với em là cái chỉ số điện áp đầu ra của nó nhé. Thì hiện nay ở trên thị trường ấy, một số các dòng nguồn ấy, thì nó sẽ có hai cái dạng điện áp đầu ra. Nó là dòng một chiều là DC và dòng hai chiều là AC. Thì đương nhiên là khi các bác mua về, các bác phải lưu ý cái tham số của cái nguồn bị cháy của các bác ở nhà, nó là cái tham số DC hay là AC. Đấy, các bác phải lựa, và phải lựa đúng nhé. Phải lựa đúng cái DC và AC đấy. Cái này mà các bác lựa nhầm là nó sẽ không lắp được đâu. Cái thứ hai là cái tham số sau cái AC và DC đấy. Đây, ví dụ như ở trên tay em là có một cái nguồn này, nó ghi là đấy, output này, output DC 24 cho đến 42V 250mA. Đấy. Thì cái nguồn này nó sẽ cho ra cái điện áp đầu ra nằm trong giải từ 24 cho đến 42V. Vậy thì nếu mà cái nguồn của các bác mà có cái điện áp ra nó trùng với cái giải này nhé, hoặc là nó nằm trong cái giải này thôi, là các bác vẫn sử dụng được. Ví dụ như là cái đèn của bác sử dụng điện áp ra là 36V thì các bác vẫn sử dụng được nguồn này nhé. Tại vì cái nguồn này của nó đáp ứng được các cái loại đèn từ 24 cho đến 42V. Nghĩa là cái nguồn này đầu, cái điện áp ra của nó là biến thiên các bác ạ. Đấy, nó sẽ biến thiên từ 24 đến 42V. Nó tùy theo cái đèn nào các bác lắp vào, nên nó sẽ tự lựa, đấy, tự điều chỉnh. Đấy. Đấy, các bác lưu ý đấy nhé. Em sẽ zoom rõ cho các bác này một số cái thông số của nó này. Đấy. Thì các bác cứ quan tâm cho em cái thông số công suất. Đấy. Công suất này và điện áp ra. Đấy, các bác chỉ cần quan tâm hai chỉ số đấy thôi. Công suất thì tối thiểu là phải bằng hoặc lớn hơn. Còn điện áp ra thì là phải chuẩn đúng AC và DC. Chuẩn về cả tham số vôn đầu ra, hoặc là cái điện áp ra của cái nguồn hỏng của các bác nằm trong cái giải điện áp ra của một số các cái loại nguồn biến thiên, thì các bác vẫn có thể sử dụng được bình thường. Đấy, các bác lưu ý cho em nhé. Đấy, lựa chọn cái nguồn thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà các bác phải biết một chút. Ví dụ cái nguồn này em mua ở trên Shopee, hoặc trên Shopee người ta bán đâu đó có 25 nghìn thôi, rất là rẻ. Cái nguồn này là của cái nguồn đèn downlight 9 từ 8 đến 12W. Mà trong khi đó là khi các bác mua một cái đèn downlight 12W mà 3 chế độ màu nhé các bác nhé. Đây này, ví dụ 3 chế độ màu này. 3 chế độ màu thì là nó đã rơi đâu đó rơi khoảng độ tầm gần 100 nghìn rồi đấy. Gần 100 nghìn. Nếu mà các bác mua mới nào, các bác sẽ mất gần 100 nghìn tiền bóng. Nhưng mà nếu mà các bác mà biết cách ấy, thì các bác mua cái nguồn này về thay thế, các bác chỉ mất có 25 nghìn thôi. Đấy. Tiết kiệm khá là nhiều. Và một cái lưu ý cuối cùng nhé các bác nhé. Lưu ý cuối cùng là khi mà các bác lắp về đèn ấy, thì thường thường đấy, giữa cái thiết bị đèn và cái thiết bị nguồn ấy, nó sẽ có một cái phần chân cắm này. Đấy, thì đây là sẽ là một cái lưu ý nhỏ để các bác có thể là quan tâm trước khi quyết định là mua cái nguồn nào. Ở trên thị trường thì người ta sẽ có rất nhiều các cái chân cắm như thế này. Đây, nó sẽ có cái chân như thế này này. Đó, thì nó sẽ có cái chân như thế này. Đấy, nó sẽ có cái chân cắm dạng như thế này. Hoặc là nó sẽ có cái chân tròn như thế này. Đấy, nó sẽ có mấy cái chân. Thì cái chân cắm này thì đương nhiên thì nó cũng khá quan trọng. Ví dụ các bác mua về mà đúng chân ấy, thì các bác về các bác chỉ cần cắm vào cái là được thôi.
Đấy. Chỉ cần cắm vào là được. Nhưng mà một số các cái nguồn ấy thì đôi khi là ví dụ như cái chân này nó hơi khác so với cái chân của các bác ở nhà. Nhưng mà cái phần tham số này, tham số ở trên đèn với trên cái nguồn này nó giống nhau thì các bác vẫn có thể dùng được. Thì em cũng chỉ cho các bác là các bác về cắt này thôi. Như là các bác sẽ sử dụng cái kéo và cắt cụt hết cái hai cái chân của cái phần nguồn và phần đèn ấy, các bác cứ đấu trực tiếp vào cho nhau là được. Lối trực tiếp thôi, coi như là không có chân cắm gì cả. Các bác lối và cuốn băng dính là được. Đấy, thì cái này là cũng là cái lưu ý nhỏ. Đấy, em có thể chia sẻ cho các bác. Thì sau cái clip này hoặc là trong cái phần comment thì em sẽ gửi số cho các bác một số các cái đường link của một số các cái nhà bán, người ta bán chuyên về bán nguồn ấy mà khá là nhiều, đa dạng. Thì các bác có thể tham khảo được một số các cái nguồn của họ người ta bán. Còn nếu các bác nào mà không quen hoặc là chưa lựa được ấy, thì các bác có thể là chat với họ hoặc là trao đổi với họ. Thì người ta sẽ hỗ trợ cho các bác. Ở trên đấy thì em có biết một shop mà người ta sẽ có nhân viên người ta tư vấn khá nhiệt tình. Người ta sẽ trao đổi với các bác đầy đủ để lựa cho bác cái nguồn đúng. Thì các bác có thể là tham khảo một số cái đường link đấy. Chào các bác nhé.